Thất nghiệp mở heo ăn qua ngày đi. Trời ơi, heo nhỏ xíu. Trong quay phim đang ăn gì? Trời ơi. Này sẽ ăn đủ qua ngày qua tháng đây. Heo nhỏ quá. Không đủ nuôi con mỏ con này nữa nè. Xin cho xin ăn nè. Không đủ nuôi hai mỏ con cẩu mực nữa. Ôi. Cũng được khé khé đấy chứ. Rồi, chuyển nhượng sang con heo mặt lù này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.